Ngày 30 tháng 11, Cổng Thông tin Công an tỉnh Quảng Nam thông tin vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 11, tại thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Bảo, sinh năm 1977, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là phóng viên của một tạp chí khi có hành vi nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện một công ty ở huyện Đại Lộc. Qua lời khai, Bảo cho biết nắm được thông tin một công ty vi phạm về khai thác vận chuyển khoáng sản tại mỏ cát thuộc thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc nhưng chưa khắc phục triệt để, nên trong ngày 28-29 tháng 11 đã cùng một số người trực tiếp đến hiện trường để thu thập thông tin hình ảnh. Sau đó Bảo yêu cầu lãnh đạo công ty phải gặp mặt trao đổi trực tiếp, nếu không sẽ đăng báo về hoạt động của công ty. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đại Lộc đã tạm giữ Đặng Ngọc Bảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.